Công nghệ đóng tàu ngầm của Pháp được đánh giá cao trên thế giới. Trong đó tàu ngầm Le Scorpène đang có khả năng đổ xô, kỷ lục là tàu được xuất khẩu nhiều. Tàu ngầm Le Scorpène do công ty Naval Group của Pháp thiết kế dành cho thị trường xuất khẩu. Tàu có chiều dài từ 60m đến 82m, lượng giãn nước khi nổi từ 1.600 đến 1.800 tấn. Tàu Scorpène có 4 phiên bản, bao gồm loại chạy bằng điện diesel thông thường CM2000, loại động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí ngoài AIP, AM2000, tàu ngầm ven biển K2000 cỡ nhỏ và tàu ngầm không trang bị AIP cho Hải quân Brazil. Tàu ngầm Le Scorpène có 2 động cơ diesel công suất 1.250 kW, có thể mang 18 ngư lôi và tên lửa chống hạm SM-39 Exercise. Hiện nay, có 14 tàu ngầm Le Scorpène đang hoạt động hoặc đang được Naval Group đóng mới cho Hải quân 4 nước. Cụ thể, Hải quân Chile đã đưa 2 tàu ngầm Le Scorpène vào sử dụng năm 2005 và 2006, Hải quân Malaysia có 2 tàu từ năm 2009, Hải quân Ấn Độ có 6 tàu hoạt động từ năm 2017 và Hải quân Brazil mua của Pháp 4 tàu, trong đó chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2022 và 3 chiếc còn lại sẽ khai thác sử dụng từ năm 2025. Sở dĩ tàu ngầm Le Scorpène được Hải quân các nước trên quan tâm vì nhiều lý do, trong đó có năng lực của tàu ngầm thuộc hàng top đầu thế giới. Quan trọng hơn cả là Naval Group luôn sẵn sàng tiến hành chuyển giao công nghệ. Theo ông Alan Giller, Phó Chủ tịch Naval Group phụ trách phát triển quốc tế, Naval Group là nhà cung cấp duy nhất có sẵn kinh nghiệm trong việc giúp một quốc gia phát triển lực lượng tàu ngầm từ số 0. Với sự hợp tác và chuyển giao công nghệ từ Naval Group, Hải quân Ấn Độ có 2 chương trình đóng tàu ngầm Le Scorpène, có thể điều chỉnh một phần cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện hoạt động của Hải quân Ấn Độ. Theo meta-defense.fr, hiện nay có nhiều nước mong muốn sở hữu tàu ngầm Le Scorpène. Trước hết là Romania. Tháng 4 năm 2022, Bộ Quốc phòng Romania đề nghị Quốc hội bổ sung hơn 100 triệu đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng năm 2023, qua đó có thể khởi động chương trình đóng 2 hoặc 3 tàu ngầm Le Scorpène nhằm thay thế tàu ngầm duy nhất Delfinul. Đây là mẫu tàu Kilo của Liên Xô, được đưa vào sử dụng năm 1985. Nhưng ngày nay không còn phù hợp và chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Hiện nay, quá trình đàm phán mua tàu ngầm Le Scorpène diễn ra khá khả quan. Indonesia và Philippines, hai quốc gia Đông Nam Á cũng mong muốn sở hữu tàu ngầm Le Scorpène. Cách đây hơn một năm, Jakarta đã ký thỏa thuận mua 42 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Bản thỏa thuận trên cũng đề cập tới các cuộc đàm phán xung quanh việc Indonesia mua từ 2 đến 6 tàu ngầm Le Scorpène của Naval Group. Quốc gia có khả năng sớm ký kết đơn đặt hàng tàu ngầm Le Scorpène là Argentina. Trang web infodefense.com dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Argentina cho biết, một thỏa thuận sẽ được ký kết trong những tuần tới. Theo đó, Pháp sẽ cung cấp cho Hải quân Argentina một đội tàu ngầm, thay thế 2 tàu ngầm Santa Cruz và Type-209 được cho nghỉ hưu từ năm 2020 sau nhiều năm hoạt động. Mặc dù đã sở hữu tàu ngầm Le Scorpène nhưng Ấn Độ và Malaysia vẫn mong muốn bổ sung thêm loại tàu này. Theo meta-defense.fr, Malaysia mong muốn bổ sung 2 tàu ngầm mới để tăng cường khả năng của lực lượng hải quân. Trong khi đó, Ấn Độ có thể đặt mua thêm tàu ngầm Le Scorpène để có thể duy trì chương trình hợp tác với Pháp, trong đó Naval Group tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp địa phương cho lĩnh vực đóng tàu. Nếu các cuộc đàm phán thuận lợi và tiến tới ký được hợp đồng, tàu ngầm Le Scorpène có thể xô đổ kỷ lục xuất khẩu mà tàu ngầm Le Dagne cũng của Naval Group lập được trước đó. Trong lịch sử của Naval Group, tập đoàn này đã lập kỷ lục khi xuất khẩu thành công 15 tàu ngầm Le Dagne từ năm 1967 đến 1975 cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pakistan và Nam Phi. Theo Quân đội Nhân dân, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.